Hello anh em, lại là mình đây, Khương Kaler của anh em đây. Thì hôm nay Gana cho ra lại cái nắm đấm hỗn mang này anh em. Lúc trước cái nắm đấm này thì nó nằm trong cái vòng quay đá quý anh em, nên không có biết bao nhiêu để mà ra đâu. Mà hôm nay thì nó nằm trong vòng quay bê màu rồi. Bê màu nó sẽ ok hơn. Thì giá của nó anh em có thể coi trong đây. Đây, 9, 29, 49, 99 nè. 199, 299, 299, 699. À, 300, 700, 1K, 1K3, 1K5, 1K6, 1K, chưa đến 1K7 anh em. K6 mấy, khá là đắt. Thì vẫn ok, nằm trong vòng quay kia lúc trước không biết bao nhiêu để mà lần anh em ạ. Thì nó có cái ba lô này, ba lô sứ giả hỗn mang, khá là đẹp á. Ok, skin này thì có hôm qua rồi. Gì nữa ta? À, mình thì không có nắm đấm này đâu, nhưng mà lấy cả sắp chính thức mình test cho anh em xem. Vũ khí này có cái hai cái nắm đấm kia rồi, nào qua sang tiếp thôi anh em, em thông cảm nha. Thì giá này nó có dẫn ở trong đó đó, tôi nói với anh em đó. Đây đấm này thì nó có đầu gắn rồi cái thứ nữa này, cú đấm hỗn mang, cú đấm chết người. Ok, em sẽ vô trong game để cho anh em coi xem có đáng để lấy không ha. Trước khi vào thì anh em nhớ cho mình xin một like nha, chỉ đăng ký kênh, ủng hộ mình, bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em. Thì ID Boya anh em thấy trên màn hình đó, nhớ theo dõi kênh để xem mình like, ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, giờ vào đây. Ok, đây là nắm đấm hổng mang anh em. Cái đấm này anh em sẽ nghe âm thanh như thế này. Mấy cơ lại khá là đau anh em này. Có hai cái nanh ra nữa nè. Cũng đỉnh anh em. Ok chưa? Đẹp không anh em? Cũng khá khá ha. Cũng không có quá to nhưng mà cũng không có quá nhỏ đâu. Như vậy thì mình là ổn. Ok, video này mình chỉ cho anh em xem cái nắm đấm như thế nào thôi. Còn cái giá thì anh em thấy trên lúc nãy đó, nó chắc chắn là bao nhiêu đó còn tiền nhân phẩm của anh em nữa. Mình thì không có mong chờ trong mấy sự kiện như quay bay màu này đâu anh em, nên anh em cứ xác định là 1K6 mấy kim cương đó, từ 1K7 kim cương đó anh em, cứ xác định như vậy đi anh em. Này 700 đó, chính xác đó, thoải mái à. Ok, thì video này chỉ đến đây thôi, nên em thay thì đừng có tiếc cho mình xin một like nha, chưa đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.